Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vua Phim 10 Phút. Ở cuối tập 158, sau khi chính thức tiến vào tiên cổ, Thạch Hạo bây giờ mới bước vào cuộc chiến thực sự cùng đám thiên tài mạnh mẽ. Mở đầu tập 159, sau khi một vòng xoáy hiện lên, Thạch Hạo thân hình lúc này đã xuất hiện ở trước những bậc thang tràn đầy khí hỗn độn. Không lâu sau, Thạch Hạo đã tiến vào bên trong luồng xoáy đó và đi tới cổ địa để cùng đám thiên tài tranh đoạt đồ tốt. Đến khi xuất hiện lại, nhìn về phía trước, thanh âm Thạch Hạo vang lên nói, đây chính là nơi sâu trong tiên cổ sao? Dứt lời, Thạch Hạo hướng ánh mắt về phía trước thì bất chợt nhìn thấy bóng dáng truyền nhân tiên điện với giáp trụ màu trắng xuất hiện. Chưa nói gì, hắn ta đã lao thẳng về phía Thạch Hạo và công kích anh ấy. Thế vậy, chiến kích trong tay đánh ra, Thạch Hạo cũng liền đón đỡ. Thế nhưng, sau một đòn đó, phía xa lại xuất hiện một con rồng lao về phía hai người. Ngay lập tức, cái tên truyền nhân tiên điện liền cắt ra hư không chạy mất. Chứng kiến chuyện này, Thạch Hạo cũng cầm chiến kích xé ra hư không và bỏ chạy tới một nơi khác để bảo toàn tính mạng. Thì ra, truyền nhân tiên điện đang bị con rồng kia truy đuổi, hắn ta muốn mang họa tới cho Thạch Hạo khiến anh ấy phải chịu đòn. Cũng trong lúc đó, ở tại bên ngoài, một vị thiên thần của Chu Tước tộc xuất hiện. Lúc này, ông ta vô cùng tức giận, trên miệng không ngừng oán thán. Điều này cũng bởi, một tộc nhân của Chu Tước tộc được coi là thiên tài, vừa vào di địa tiên cổ thì đã bị người khác lấy mạng. Còn đám thiên tài trong tiên cổ, bây giờ bọn họ đã gặp nhau, nhất thời, từng thiếu niên thiên kiệt xuất bắt đầu khai chiến. Đầu tiên là bóng hình của Lục Quang Vương Ninh Xuyên, đúng trước đối thủ của mình, chỉ một cái phẩy nhẹ tay, hắn ta đã phá đi công kích. Sau đó, chẳng cần phải tung ra lực lượng mạnh mẽ, hắn ta đã liền lấy mạng kẻ trước mắt khiến không ít người sợ hãi. Gần đó, cái tên sau lưng có vòng lục đạo luân hồi cũng gặp đối thủ khá mạnh. Lần này, trước mắt hắn là một người mặc trên mình giáp trụ màu bạc. Có thể nói, trận chiến giữa hai người này mới là cân tài cân sức. Bởi thế, đây mới là trận chiến kinh khủng nhất từ trước tới giờ. Xa xa, ở một nơi vắng vẻ, Nguyệt Thiền cùng thứ thân của mình cũng xuất hiện. Giờ khắc này, hai người chậm rãi tiến về phía trước. Dường như, Nguyệt Thiền muốn làm gì đó để đột phá ngay tại tiên cổ này. Thế nhưng, muốn đột phá cũng là rất khó. Tuy nhiên, lần này không chỉ xuất hiện đối thủ, hai người bạn của Thạch Hạo là Tào Vũ Sinh và Bé Thỏ cũng đã có mặt. Vừa vào tiên cổ, hai người đã chí chóe với nhau, Tào Vũ Sinh chỉ cần làm trái, hắn ta liền bị Bé Thỏ vùi dập tới tấp. Thế nhưng đang đi, Tào Vũ Sinh bất chợt thấy phía trước có đại chiến. Theo cánh tay anh ta chỉ lên, phía trước, bóng dáng Tần Hạo xuất hiện. Cầm chiến kích, anh ấy mạnh mẽ lao tới và xuyên qua người đối thủ của mình khiến tên khổng lồ kia lão đảo cứ thế ngã xuống. Trở lại với Thạch Hạo, sau một hồi đại chiến, anh ấy đột nhiên chọn một vùng đất hoang vắng và ngồi xếp bằng ở đó. Sau lưng, phù văn màu vàng tỏa ra khí tức vô cùng kinh người, theo thời gian qua đi từng luồng năng lượng mạnh mẽ không ngừng đi vào trong cơ thể Thạch Hạo. Chậm rãi đứng dậy, ánh mắt Thạch Hạo như bùng cháy, toàn thân được bao phủ bởi một luồng ánh sáng chói mắt. Bàn tay chỉ đập nhẹ, một trận rung động đã liền phóng ra làm nơi đây rung động liên hồi. Có vẻ như Thạch Hạo đã chính thức đột phá cấp thần. Phía xa, một tên tóc bạc trên mình tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ, cảm nhận được khí tức này cũng chậm rãi mở hai mắt. Giờ khắc này, trong mắt hắn ta tràn đầy sự lạnh lẽo. Dường như hắn muốn cùng Thạch Hạo giao chiến một trận. Còn Thạch Hạo, vừa đột phá, anh ấy đã đi tìm đối thủ. Và người đầu tiên anh ấy chọn chính là tên người của Yêu Long Đạo Môn. Nhất thời, vừa gặp nhau, Thạch Hạo chỉ nói vài lời sau đó đã liền cầm chiến kích đánh về phía trước. Giao chiến ngắn mũi, con giao long kia đã bị Thạch Hạo vùi dập. Cuối cùng, nó nổi giận liền phóng ra một đạo ánh sáng về phía Thạch Hạo. Đối diện với nó, chân đạp hư không, bàn tay Thạch Hạo ép xuống, một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra ánh vàng liền đánh về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, giao long liền gầm lên sau đó rơi thẳng xuống phía dưới. Cuối cùng, kết cục của nó là bỏ mạng. Phía xa, chứng kiến trận chiến này, tên tóc bạc kia nhìn Thạch Hạo một cách vô cùng chăm chú. Không biết hắn ta định làm gì. Còn Thạch Hạo, sau trận chiến vừa rồi, anh ấy cảm nhận vẫn chưa đủ, cần phải lục xác. Bởi vậy, anh ấy liền tìm một chỗ hoang vắng. Sau đó ngồi xuống, anh ấy bắt đầu tiến nhập trạng thái nhập định. Theo thời gian trôi qua, thân thể Thạch Hạo bắt đầu xuất hiện những vết rách. Trên miệng, máu huyết cũng bắt đầu sôi trào. Thế nhưng, anh ấy vẫn cắn răng chịu đựng. Cuối cùng, một luồng hào quang tỏa sáng, uy áp chiếu rọi khắp trời. Thạch Hạo chính thức thành thần. Đến đây thì hết tập 159 Thế Giới Hoàng Mỹ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.